Chào các bạn, hôm nay Hoàng giao cho cây đàn Electone, là cây đàn là cái 3 tầng, nó có tầng trên, tầng dưới và một cái tầng dưới chân nữa. Và cái cây này coi như mình đánh tứ chi luôn ha, tay phải này, tay trái này, chân này. Thì chân phải nó còn có cái pedal to nhỏ nữa. Thì nếu các bạn mà đã đàn nhà thờ rồi thì sẽ không có lạ cái cây này. Cây này cụ thể là EOS 01 các bạn. EOS 01 nó có bản 01 trơn là cây này. Đó, nó sẽ rẻ tiền hơn một chút so với cái cây EOS 01 mà có chữ C. Cây EOS 01 có chữ C thì cái dàn loa nó khủng hơn cái cây này. Thì cái cây này á dành cho những cái người mà muốn học đàn để đàn trong nhà thờ đó. Nếu mà học đàn trong nhà thờ thì ở nhà mình tập piano á thì khó có thể tập cái chân, cũng như là khó có thể chia hai tay, và mình không có sử dụng quen cái tiếng học trong nhà thờ đó. Ví dụ tiếng học trong nhà thờ nó như vậy, nó hoàn toàn nó không có giống tiếng piano. Vì thế là mình phải có cái cây này để mình tập, để lúc lên nhà thờ mình đánh nó mới đúng được, chứ nó không là mình sẽ bị bỡ ngỡ. Ông ví dụ ha, trong nhà thờ thì người ta sẽ đàn những cái bài vậy. Nhà thờ là mình phải sử dụng tay phải này, tay trái khác này, chân để đánh bát nữa. Đó. Thành ra là ai mà cần đàn trong nhà thờ là gần như là phải mua cái này để về mình tập tại nhà. Ha, còn không thì phải lên nhà thờ tập rồi. Đó. Thì những cái cây này á, giá nó khoảng dưới 20 triệu, dễ tiếp cận các bạn lắm. Nó tầm có mười mấy, chưa tới 20 triệu nên rất là dễ tiếp cận. Thành ra ai mà có nhu cầu muốn mua đàn để mà tập cho nhà thờ thì nhớ ha, EOS 01. Hoàng không nói tới những model trước đó nữa, bởi vì có EL90 này, EL900 này, những cây đó thì tiếng hay. Tuy nhiên là năm nay là 2023 rồi, thì những cái cây nó mấy chục năm rồi, thì bây giờ mình mua phải bảo trì bảo hành rất là cực nha các bạn. Ai mà ở phương xa cứ chọn EOS 01 cho Hoàng, nhớ nha, EOS 01. 02 là bản mới nhất, tuy nhiên 02 mà mình mua mới thì nó rất là tốn tiền đó, nó tốn tiền lắm. Rồi mai mốt các bạn bán lại cũng khó, bởi vì nếu các bạn đã mua mấy chục triệu hay là cả trăm triệu thì bây giờ các bạn bán ai mà có thể bỏ tiền nhiều để mua cây đó được. Nên thành ra là mua những cây mười mấy 20 triệu như thế này này, mai mốt có kẹt ha, không có dùng nữa, bán rất là dễ. Rồi đó, cây này phục vụ cho nhà thờ, vì thế là ai mà có nhu cầu cây này để trong nhà thờ cũng được nha, cắm qua dàn âm ly là kêu to đùng luôn đó. Rồi nếu mà dành cho nhà thờ nữa thì các bạn mua EOS 01 mà có chữ C nha, nó sẽ to hơn cái cây, không cái bộ phận khuếch đại âm thanh nó lớn hơn, loa và công suất các thứ nó lớn hơn cái cây này, chứ còn về diện mạo thì nó y chang. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn nha. Chào các bạn.